À bóc trước hả? Cho Yêu Lê bóc trước đi. Ok. Cái này cầm rất sợ nha. Cầm không dám bóc lên nha. Thật ra cũng nên sợ. Rồi tao nói là hả? Tao nói là Destiny rồi. Cái này là Manifest rồi. Cái này là lực hấp dẫn rồi. Cái này nếu anh là biên tập thì nó sẽ là cái khăn lạnh. Nhưng mà chắc nó không phải cái khăn lạnh đúng không mọi người? Cái này là cái... Cái gì? Cái cởi mở đúng không? Cái cởi mở đúng không? Cởi mở là sao? Cái cởi mở là sao đấy, vậy đàng hoàng ấy. Đúng rồi mọi người. Không, cái này nó không có cởi, cái này nó đeo vô. Nó mở nhưng nó không có cởi. Giờ tới Nhi bóc nè. Nè nhìn nè. Thấy không? Nó rất là... Nó rất là hợp. Hồi nãy em quay ngủ sao mày bịt mắt lại. Anh không hiểu sao có mắt đàn ông lên trên mắt tao nó thiệt. Ôi cái gì vậy? Cái gì vậy? Cái này là cái gì mà cứng ngắc vậy? Rồi. Ôi mà sao nó ướt vậy trời? Trời ơi cái gì mà nó ướt nhẹp vậy? À cầm lên. Nó ướt thiệt luôn á. Rồi. Cái này à cái gương đúng không? Chính xác. Trời ơi hay quá vậy ta. Ủa sao cái gương mà nó ướt quá vậy? Ai? Mà sao nó trắng trắng ở đây? Anh Kỳ ơi. Rồi ok, tới em đúng không? Tôi cảm thấy nè. Thôi mình đừng chọn lọc quá, mình Đúng rồi. Ủa cái gì vậy? Cái này quen. Wow. Cái này rất là quen luôn á. Wow. Cái gì? Cái này nó cũng quen lắm anh, cái này cảm giác cũng giống như cầm hàng tuần. Gieo vô trơn đúng không? Yeah. Chính xác kìa. Wow. Vâng, văn phòng thứ 3, gieo vô trơn. Rồi. À, mọi người biết tại sao mà bây giờ Nam với Nhi không đi chơi với nhau nữa không? Tại bữa trước Nam rủ Nhi đi chơi, không bao. Trời ơi! Không bao. Có, không, mày không bao tao thiệt. Nam, kể mày nghe. Hôm bữa đi đi date với bạn kia tên My, tao bị My rờ. My rờ đó! My rờ! My rờ đó Nam! Anh phải cười cho em, anh sao anh ngộ quá trời. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Wow. Em đã hết insecure là em ngu. Em hết insecure là em vô chi rồi. Trời ơi. Không làm gương vậy đó. Làm gương. Không làm gương. Không làm gương. Nghĩa làm gương. Đây nè, mày rất là hay luôn nè. Nó rất là ý nghĩa luôn nha. Rất là thông minh luôn nè. Kiểu cái này nó không cần chốt. Cái này nhắc tới là nó mắc cười. Rồi chốt đi. Sử dụng làm giảm triệu chứng khô âm đạo. Cái gì vậy? Đang đau, cái này đau mới sử dụng. Trời ơi, thích quá. Rồi giờ tôi nha, nó sắp ra rồi nha, nó sắp ra rồi. Anh Nam cầm treo bôi trơn và thông báo đã sắp ra rồi. Rất là hay luôn. Hôm bữa em kêu bạn gái em xài cái này, nhưng mà em làm hết trơn. Quá xuất sắc. Anh Nam ơi, nhưng mà này không có anh thích đâu, anh đâu bạn gái đâu. Ừ, đúng rồi. Quá chân thành. Không được nói dối nha, treo gió giặt bão. Treo bên nào giặt bão đi. Cái bạn gái làm nó xài chân. Ok nhá. Mọi người ơi, các bạn nữ đang xem chương trình ơi, Phương Nam vẫn single nhá. Dạ em sẽ làm hết chưa?